Hôm nay các bạn thì mình có dẫn một cái bạn đến để mà Kendaku, một cái viện này. Không biết coi bạn ấy Kendaku như thế nào rồi. Phỏng vấn qua Zoom với các bạn. Cho nên là phỏng vấn xong rồi. Đây là tòa nhà của viện đây các bạn. Đây, hôm nay bạn ấy vào Kendaku cái viện này. Mình mới dẫn được một bạn này đi Kendaku viện này các bạn. Bạn này mới ra rồi. Bây giờ mình sẽ hỏi thăm để xem bạn này Kendaku như thế nào. Đây, viện bạn Kendaku như thế nào, bạn có ổn hay không? Giới thiệu các tầng hay là người ta vô người ta sẽ hỏi gì, người ta sẽ nói những cái gì? Bạn có thể chia sẻ được cho mình không? Nhà vô thì là sẽ gặp viện trưởng. Sau khi gặp viện trưởng xong nói chuyện một chút về vấn đề của bản thân mình, về giới thiệu về mình học trình độ nửa mấy, có bằng gì. Sau khi mà giới thiệu xong, trao đổi xong thì sẽ dẫn đến các tầng, tham quan từng tầng. Tầng này có các cụ như thế nào, tầng kia có các cụ như thế nào, rồi tầng này có ai là người nước ngoài hay không, có bao nhiêu nhân viên, họ giới thiệu sơ cho mình biết. Sau đó thì sẽ trong cái viện bạn vừa mới Kendaku thì có người nước ngoài nào chưa? Có tổng cộng 5 người nước ngoài. Ồ, có người Việt Nam không? Có một bạn người Việt Nam và một bạn người, hai ba bạn người Philippines với lại Indo Myanmar hay là hình như là Myanmar, đội Khăn nữa, mình không rõ, mình cũng không rành lắm. Tại vì mình chưa gặp bao giờ. Sau rồi người ta sẽ dẫn đi các tầng. Sau rồi sẽ dẫn mình đi tham quan từng tầng. Tầng này bệnh nhân gì sẽ giới thiệu cho mình tổng quát để mình có thể nắm sơ qua được. Hôm nay cái viện của bạn các tầng á thì một tầng nó khoảng bao nhiêu cụ? Một tầng 23 cụ. 23 cụ cả. Hai ba cụ thường bạn thấy bữa nay dù một ca ngày nè là có mấy nhân viên à? Bình thường một ca ngày khoảng 3-4 nhân viên. Hai mấy cụ mà 3-4 nhân viên thì cũng ok. Có bài tổ này nữa nha. Đó, chắc là cũng có bài tổ làm. Tại vì chỉ vô kênh nó từ một xíu thôi đấy, cho nên là mình cũng không hỏi rõ. Rồi sau đó giới thiệu hết, rồi tham quan toàn bộ viện luôn. Rồi sau đó có vào nói chuyện gì thêm không? Hay là tham quan xong rồi là ra về? Lúc đầu tiên là đã vô cái phòng nói chuyện riêng một xíu rồi. Phòng Solan ấy. Ok, cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Chúc bạn đỗ phỏng vấn.